Nga chiếm Tabaka, Kiev gặp khó ở Kupian. Lực lượng Kiev ở đông bắc Kupian sẽ không thể đông vững được vì họ bị Nga bao vây ở phía bắc, đông và nam. Điều này sẽ buộc các đơn vị Ukraine phải rút về trung tâm thành phố. Nga chính thức chiếm Tabaka, Kupian nguy cập. Trên hướng Kupian, quân đội Nga đã mở rộng quyền kiểm soát xung quanh Tabaka và có khả năng tăng thêm vì họ đã giành được loạt điểm cao trọng yếu. Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát và giữ vững Tabeka sau khi chiếm được những ngọn đồi phía Tây. Ngoài ra, quân đội còn có những bước tiến mới về phía Berestov. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã chính thức thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với làng Tabeka. Chuyên gia quốc phòng phân tích nếu nhìn vào bản đồ địa hình, chúng ta thấy quân đội Nga đã đắm quyền kiểm soát khu đất cao giữa đường sắt và đường P07 nối Kupriyan và Stavrotov họ cũng đã có chỗ đứng trên vùng đất cao phía Tây Tobaka. Cuộc chiến công của Nga tiếp tục về phía Tây Bắc có thể sẽ đi theo đường P07 trên vùng đất cao hướng tới Kupian. Đồng thời, khi quân đội Nga đang tiến gần hơn đến vùng ngoại ô Kupian, lực lượng Kiev ở phía Đông Bắc sẽ không thể đứng vững được vì họ bị Nga bao vây ở phía Bắc, Đông và Nam. Điều này sẽ buộc các đơn vị Ukraine phải rút về trung tâm thành phố. Trong bản đồ dưới đây, cuộc tấn công của quân Nga ở phía nam sẽ có thể đi theo con đường màu vàng hướng tới con đường đó đi từ đường P07 qua Tabaka và Pisjane về phía tây. Nó cũng rẽ về phía đông nam và đi qua bên ngoài. Đầu tiên người Nga phải kiểm soát Pisjane để tiếp cận con đường và cả Berotos để bảo vệ sườn của mình. Họ phải đồng thời tiến về vùng đất cao phía bắc Pisjane và phía nam Berotos trong giai đoạn thứ hai quân đội nga có thể tiếp tục tiến dọc theo con đường ở vùng đất cao cả phía bắc và phía nam của con đường mục tiêu chính của lực lượng Moscow trong giai đoạn này không phải là đến thành phố hay là sông oskin mà thay vào đó là kiểm soát toàn bộ vùng đất cao phía đông oskin trong khu vực kubrian bỏ qua một khu vực nhỏ và khó bảo vệ ở vùng đất thấp do nơi đây đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực nga đẩy mạnh tấn công anduka Tại Adyka, trên khu vực phía Tây Kamenka, lực lượng Nga đã tiến thêm được 500 mét trong khi ở phía Nam, họ đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát vùng xám. Lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pevomaisky. Tại Nam Adyka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát những vị trí cuối cùng phía Nam khu rừng ở ngoại ô phía đông thành phố. Hơn nữa, họ đang tiến về phía đông Nam Otin cho đến đoạn đường M30. Quân đội Ukraine cố gắng phản công về về phía khu phức hợp Tashka, Okata, nhưng không đạt kết quả nào và đã bị quân Nga đẩy lùi. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tiến hành 6 đợt tấn công tên lửa vào Donbass và Kherson. Báo cáo buổi tối ngày 29 tháng 1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 51 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở mặt trận. Quân đội Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công bằng tên lửa S-300 vào Minograd ở vùng Donetsk và Muzikoka thuộc vùng Kherson. Ngoài ra đối phương còn thực hiện 64 đợt không kích và 45 đợt tấn công bằng pháo tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn trong ngày không quân Ukraine đã tấn công vào 14 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tấn công hai hệ thống phòng không, bốn khẩu pháo và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi hầu hết những cuộc tấn công của Nga ở Kupian, Limen, Bakhmut, Edika, Marinka, Stataysky và Zaporizhia. Đồng thời, bảy cuộc tấn công của đối phương vào đầu cầu ở tảng ngạn sông Dnieper đều bị bẻ gãy. Kiev phủ nhận Nga chiếm được ngôi làng ở tỉnh Kharkov. Ngày 29 tháng 1, quân đội Ukraine đã phủ nhận tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Tabaka, một ngôi làng nhỏ bị phá hủy ở tỉnh Kharkov, nằm cách Kupian khoảng 20 km về phía đông nam. Vito, người phát ngôn của lục quân Ukraine cho biết trên truyền hình, đối phương tuyên bố rằng họ đã chiếm được Tabeka. Điều này không đúng, các trận chiến đang diễn ra không xa khu định cư này. Thông báo của FITO được đưa ra trong bối cảnh Kiev ép cảnh báo rằng Nga đang tăng cường tấn công xung quanh Kubrian nhằm bao vây và chiếm giữ trung tâm hậu cần quan trọng này trong những tuần qua, viện nghiên cứu chiến tranh đưa tin vào ngày 27 tháng 1 cho biết. Theo các blogger quân sự Nga, sư đoàn xe tăng 47 của Nga đã giành được Tabaka, nhưng họ không tìm thấy bằng chứng xác nhận tuyên bố này. Trong khi đó, Ukraine xác nhận vào buổi sáng, chúng tôi nhận được thông tin rằng đối phương đã kiểm soát Tabaka và đang cố gắng tiến về Pinchani. Tuy nhiên, ông Fito cho biết lực lượng Kiev tiếp tục đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong khu vực, bẻ gãy 10 cuộc tấn công xung quanh Stinka, Tabeka, Tendri và Jampolika. Cuối ngày, ông cũng cho biết Nga đã chịu tổn thất lớn gần với Tabeka, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Kiev đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Moscow theo hướng Kupian và lyman Trước đó, vào ngày 21 tháng 1, Nga cũng tuyên bố đã chiếm được Kronmani, một ngôi làng gần biên giới hành chính giữa Kharkov và Luhansk, cách Tabeka khoảng 4 km về phía đông nam. Quân đội Ukraine xác nhận việc rút lui khỏi Kronmani nhưng cho biết việc rút lui không có tác động chiến lược. Ông Fito nói rằng việc giành được Gromani rất quan trọng đối với quân đội Nga vì nó mang tính biểu tượng họ cần thể hiện một chiến thắng nào đó trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tổng thống Zelensky khẳng định tướng Zaluni không bị sa thải. Tổng thống Zelensky khẳng định tướng Zaluni không bị sa thải, Ông Nikiforov, thư ký báo chí của tổng thống cho biết ông Zelensky không cách chức người đứng đầu các lực lượng vũ trang Zaluni. Theo đó, khi được hỏi liệu tổng thống có sa thải tướng Zaluni hay không, thư ký báo chí trả lời chắc chắn là không. Tổng thống không sa thải người đứng đầu quân đội Ukraine. Cách đây vài giờ, nhiều kênh Telegram, một số chính trị gia và giới truyền thông đã úp mở đưa tin về việc tướng Zaluni bị sa thải. Một trong những nguồn tin. Trong Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia cho biết, tướng Zalony đã được triệu tập và đề nghị một vị trí khác, chẳng hạn như làm đại sứ ở đâu đó. Ông ấy đã từ chối, không có nghị định nào cả. Tổng thống Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về vấn đề Ukraine. Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga cho biết ông Putin có kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2. Trả lời câu hỏi liệu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Putin có thực sự được chuẩn bị vào tháng 2 hay không, ông Ushakov nói đúng một chuyến thăm đang được chuẩn bị. Ông nói thêm rằng Ukraine có thể sẽ là một trong những chủ đề chính của các cuộc thảo luận. Trước đó hôm 25 tháng 1, ông Putin đang thăm dò tình hình về việc Mỹ có sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine hay không. NATO thảo luận kế hoạch sản xuất vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã gặp Tổng thư ký NATO hôm 29 tháng 1 để thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải nhanh chóng tăng cường sản xuất quốc phòng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất của NATO và thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ liên minh dành cho Kiev. Ông Austin và Tổng thư ký NATO cũng trao đổi quan điểm về tình hình an ninh ở Trung Đông, đặc biệt bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn trước thương vong của quân đội nhân dân Mỹ ở Jordan. Ông Zelensky, tấn công Nga bằng UAV là một trong những nhiệm vụ chính trong bài phát biểu qua video tối ngày 29 tháng 1, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình sử dụng UAV ở Ukraine đã được thảo luận tại cuộc hội nghị trực tuyến. Ông nói một cuộc trò chuyện riêng liên quan đến UAV về vấn đề sản xuất cung cấp an ninh đơn vị. Rõ ràng, đây là một trong những nhiệm vụ chính của năm. Ukraine phải dẫn trước đối phương về UAV từ FPV đến UAV chiến lược chúng tôi càng thành công sẽ càng cứu được nhiều mạng sống cho các chiến binh của mình. Theo tổng thống tình hình ở mặt trận cũng đã được thảo luận trong hội nghị. Tại cuộc họp với thủ tướng Dennis, chúng tôi đã thảo luận về chiến lược làm việc với các nước láng giềng trong liên minh châu Âu trong nửa đầu năm nay. Chúng tôi đã thảo luận các chi tiết dự kiến về hợp tác liên chính phủ với Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Romania và Bulgaria. Ông Zelensky cho biết Hà Lan phân bổ 132 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự mới cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan tuyên bố hôm 29 tháng 1 rằng nước này đã phân bổ 122 triệu euro để nỗ lực hỗ trợ cung cấp đạn dược, thiết bị và an ninh mạng cho Ukraine. Bà cho biết 87 triệu euro sẽ được dùng để mua đạn pháo cho Ukraine và 10 triệu euro để cải thiện khả năng phòng thủ mạng của Ukraine. Moscow đã triển khai các khả năng mạng chống lại Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công và các tổ chức chính phủ, quân đội, cơ sở hạ tầng năng lượng, ngân hàng và viễn thông. 25 triệu euro khác sẽ được sử dụng để mua thiết bị thông qua Quỹ Quốc tế cho Ukraine. Một cơ chế tài trợ được thiết lập theo sáng kiến của Bộ Quốc phòng Anh thay mặt cho Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Litva.